Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ giới watt, xin chào các casio fan. Và cũng lâu lắm rồi đồng hồ giới watt cũng không lên sóng những mẫu đồng hồ di sốc. Thì hôm nay đồng hồ giới watt của chúng tôi review giới thiệu với 500 anh em là 5 mẫu đồng hồ di sốc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi đến với mẫu đồng hồ di sốc đầu tiên, trên tay tôi đây là một em di sốc với phiên bản thiết kế rất là đẹp, dây dù vỏ thép. Đây cũng là một mẫu đồng hồ được anh em đón nhận rất là nhiều trong thời gian qua. Giờ Watt cũng bán rất là nhiều mẫu này rồi. Mã của em nó đây anh em, mã của em nó là GM2100CB3ADF, giá là 8.626.000. Và đây cũng là tem chống giả và là bảo hành chính hãng cho anh em. Khi anh em mua thì sẽ cào cái lớp bạc này ra. Đấy, và lấy cái mã số ấy sẽ vào cái link bảo hành chấm anh Quê Watt ở đây. Và chúng ta sẽ điền thông tin của chúng ta vào và sẽ kích hoạt bảo hành điện tử cho em nó. Và chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ di sốc nói chung và mẫu đồng hồ 2100 này nói riêng đều được bảo hành 5 năm tại hệ thống đồng hồ Casio trên toàn quốc luôn anh em nhé. Và chế độ được bảo hành những 5 năm đấy, cho nên anh em thoải mái mà dùng luôn. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ cũng không phải nói gì nhiều, nó là một mẫu rất là đẹp, rất là đẹp. Đây tôi tháo cống đây ra. Rồi đây trên tay tôi đây là một em rất là đẹp anh em ạ, với thiết kế là vỏ thép này, dây dù màu xanh quân đội. Rồi mặt đáy của em nó đây, mặt đáy thì bao giờ cũng có tem vàng của anh Quê Watt này, đấy tem chống giả anh em nhá. Hàng chính hãng thì mới có cái tem này, còn hàng trôi nổi thì không bao giờ có cái tem này luôn. Mẫu này thì khỏi phải bàn rồi, giá là hơn 8 triệu và anh em mua online thì giờ Watt sẽ siêu tất cả cho anh em là 20% anh em nhá, siêu 20% cho anh em. Rồi lên tay đây anh em ơi, phải nói là quá là chất luôn. Anh em nào có tay khoảng tầm 16, 17, 18, 19, 20 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải nghĩ luôn. Đấy, đẹp nhất là 17, 18, 19, 20, rất là khỏe khoắn mà rất là đẹp. Đấy, quá chất luôn anh em ạ. Rồi còn về chức năng của em nó thì anh em cũng biết rồi, chức năng của em nó là gồm có giờ quốc tế này, giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, báo thức, rồi là ngày thứ ngày tháng, rồi rất nhiều các chức năng khác nhau. Vâng, chất liệu là vỏ thép này, mặt kính khoáng này, độ chịu nước là 200m này. Đấy, độ chịu nước 200m này. Và cọc số 9 giờ này là có cái kim để chỉ thứ này, chỉ thứ đây. Và đây là có LCD hiển thị là ngày đây, ngày tháng, rồi là alarm báo thức, mọi cái đều có trên này. Và bộ kim của em nó rất là đẹp và có giả quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Đây anh em này, sáng rực rỡ luôn này, rực rỡ luôn chứ không phải đùa đâu này, rất là đẹp luôn đúng không ạ. Rồi ta sang đến mẫu khác. Rồi ta sang đến mẫu thứ hai trong buổi review hôm nay. Rồi trên tay tôi đây là một em cũng không xa lạ gì với anh em nữa rồi. Đây là một mẫu cũng rất là đẹp và giờ Watt cũng bán khá là nhiều rồi. Đây, mã của em đó là GM2100 1ADR và giá là 7.628.000. Rồi em này được thiết kế là phần dây nhựa này, vỏ thép màu bạc, vỏ thép màu bạc rất là đẹp luôn anh em này. Thì em này khác với em thứ nhất, bởi vì em thứ nhất này là cái vỏ thép là màu ghi nhá, vỏ thép màu ghi. Đấy, vỏ thép màu ghi và bên này thì vỏ thép màu bạc. Rồi em này cũng như vậy thôi, đều rất là đẹp luôn anh em ạ. Chức năng mọi cái của em nó đều giống em thứ nhất, đều có lịch thứ đây. Rồi đây anh em ở đây, mặt sau em nó này, mặt sau bao giờ có tem vàng của anh Quê Watt này, rất là đẹp luôn này. Đấy, mặt cạnh đây nguyên siêu nha anh em nhá, nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, dây đây, khóa đây, giá rổ đây, anh em mua đều được siêu anh em nhá, chức năng mọi cái đầy đủ luôn. Đây đèn đây anh em này, đèn sáng quắc luôn, kim cũng có dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em. Mặt em này thiết kế rất là đẹp luôn anh em ạ. Này, mặt phay trước từ trên xuống dưới nhìn rất là sang luôn. Bộ kim màu đen nhìn rất là chất luôn anh em ạ. Mẫu đồng hồ này là nổi đình nổi đám trong thời gian qua luôn. Rồi tôi lên tay thử mẫu này cho anh em xem nhé. Đây anh em ơi, lên tay đây. Đấy, cổ tay của tôi là 18, đeo rất là đẹp luôn. Anh em nào có cổ tay 17, 18, 19 này đeo khỏi nghĩ rồi. Này, quá chất luôn anh em ạ, rất chất luôn. Rồi ta sang đến mẫu đồng hồ thứ ba. Rồi trên tay tôi đây là một em mà cũng rất là đẹp luôn anh em, với thiết kế là dây này, dây nhựa này, vỏ là thép 316L, nhập mạ PVD màu nâu này, rất là độc lạ luôn anh em. Mặt thì em nó thì giống như là mẫu số A2 này, mặt màu bạc này, phay xước này, đấy phay xước này, bên cặp số 9 giờ này cũng là lịch thứ này. Đấy, rồi là màn hình LCD này, kim có dạ quang này, bộ kim màu bạc cái này có dạ quang này, sáng vào ban đêm cho anh em này, đèn nhất đầy đủ các thứ cho anh em. Đây, rất là sáng luôn.
Đấy, chức năng mọi cái rất ok. Mã của em nó đây. Mã của em nó là GM2100MF5ADR, giá là 8.583.000. Đấy, và đây cũng là cái vị trí cao. Khi anh em mua thì sẽ vào cái link bảo hành cho anh Quy đây để kích hoạt bảo hành cho em nó, và chế độ bảo hành của em nó đều là 5 năm anh em nhé. Vâng, mẫu này thì cũng không phải nói nhiều rồi, quá đẹp luôn anh em ạ. Rất là độc lạ luôn. Nhiều bên không có hàng mẫu này luôn anh em nhé. Không có hàng luôn. Rồi, đây anh em ơi, lên tay đây. Lên tay khỏi nghĩ luôn đúng không ạ? Rất sang xịn mịn. Anh em nào thanh niên thích một chiếc đồng hồ nó độc lạ một chút thì tôi nghĩ rằng không nên bỏ qua mẫu đồng hồ này. Đấy. Phải nói siêu chất luôn. Siêu chất luôn anh em nhé. Đấy, đủ mẫu đủ màu cho anh em lựa chọn. Rồi, ta sang đến mẫu đồng hồ thứ tư. Trên tay tôi đây là một em mới ra mắt luôn anh em nhé. Mới ra mắt luôn. Phải nói là siêu siêu đẹp luôn. Mới ra mắt luôn. Trên mặt số anh em nhìn đây là có những cái ô như ô gạch này này. Đấy, trên ô gạch này. Đấy. Trong khi đó là cái bản này là bản nó ra trước hơn này. Bản trước hơn thì nó là mặt phay nhôm này. Mặt phay nhôm xước này. Trong khi đó cái bản mới hơn thì nó là gạch đây. Đấy, còn về mọi cái chức năng mọi cái y hệt nhau. Vỏ viết các thứ giống nhau luôn. Không khác gì nhau. Không khác gì nhau. Chỉ khác nhau về cái nền mặt idol này thôi. Đây. Kim sáng rực rỡ luôn anh em. Đấy, trên các đầu sọc số đều có dạ quang nhá, đều có dạ quang sáng cho anh em. Đấy, còn về mọi cái thì đều giống nhau. Rồi, mã em nó đây. Mã em nó là GBM2101ADR, giá là 8.990.000. Đấy, khi anh em muốn like thì giờ bắt cũng đều sale 20% cho anh em. Rồi, chất chưa anh em? Rất chất luôn. Đấy, chức năng của em nó cũng là có giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, báo thức mọi cái, không thiếu cái gì luôn anh em nhé. Đấy, chống nước 200m thoải mái cho anh em bơi từ đây sang tận Mỹ được, không vấn đề gì luôn. Rồi, đây anh em ơi, lên tay em này thì khỏi phải bàn rồi. Này, đẹp quá luôn chứ đúng không ạ? Này, quá đẹp luôn. Đấy, hàng mới về tại giờ quát, nguyên siêu luôn, nguyên siêu nguyên anh nguyên kiện nhá. Đây, mặt sau em nó đây. Đầy đủ các thông số kỹ thuật đây. Mẫu này thì là năng lượng mặt trời anh em nhá. Này, Tosula này, năng lượng mặt trời. Đấy, Bluetooth các kiểu. Vâng, mẫu này thì hay hơn so với ba cái mẫu trước, bởi vì em nó là bản ra sau, cho nên là em nó có Bluetooth nhá và năng lượng mặt trời, cho nên giá thành của em nó cũng cao hơn một chút so với ba mẫu kia. Đây, 8.990.000. Anh em muốn like thì giờ WhatsApp cũng siêu là cho anh em 20% nhá. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ năm, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay. Rồi, trên tay tôi đây là một em mới nhất của năm 2024. Em này thì giống như mẫu số 4 này, nhưng mà mặt của em nó là màu đen. Mặt em này thì màu xanh ngọc này. Xanh ngọc rất là đẹp luôn. Cực kỳ trẻ trung luôn anh em nhé. Cực kỳ trẻ trung và cực kỳ đẹp. Đây là một màu hot mới nhất của năm 2024. Vừa mới cập bến tại giờ quát rồi. Đấy, nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện đây. Đây, anh em nhìn đây. Quá chất luôn đúng không ạ? Đây, dây này. Quá này. Đấy, mã em nó đây. Mã em nó là GBM2100A1A2DR. Giá là 8.990.000. Và đây cũng là cái tem bảo hành chính hãng cho anh em đây. Đấy, tem chống giả bảo hành chính hãng cho anh em. Rồi, mặt sau em nó đây. Mặt sau này, anh em quan sát này. Đầy đủ các thông số kỹ thuật của em nó đây. Đấy, em này là máy năng lượng mặt trời kết nối Bluetooth. Đấy, tất cả đều có tem vàng của anh Quy Watch, nhà phân phối đồng hồ Casio độc quyền tại Việt Nam luôn. Rồi, tôi lên tay mẫu này cho anh em xem nào. Rồi, đây anh em ơi. Lên tay thì khỏi với bàn, quá trẻ trung luôn. Quá trẻ trung, quá năng động, chất liệu vỏ là thép 316L, sáng choang luôn. Cực kỳ nổi tay luôn anh em nhé, trẻ trung rất là nổi tay, kết hợp với dây nhựa thì siêu bền rồi, siêu bền. Đây, quá ok luôn anh em ạ. Rồi, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng chiếc hộp của em nó đây. Đây là một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu G-Shock này anh em. Một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu G-Shock này. Đấy, có đầy đủ thông số đây này anh em, đây mã đây, đấy. Đấy, mã số đây, ví dụ là mã này của em này đây. Đấy, trong thì bao giờ cũng có một chiếc hộp kiếc. Đây, sách hướng dẫn này, đây bao giờ cũng có sách hướng dẫn này, đầy đủ này. Hướng dẫn cho em nó này. Rồi trong có một cái chiếc hộp kiếc đây. Đây. Một chiếc hộp kiếc. Đây anh em này. Nắp đây. Này. Đấy, một chiếc hộp kiếc chính hãng của em nó đây. Rồi, hiện tại thì 5 mẫu đồng hồ này đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quát của chúng tôi. Có địa chỉ đây anh em ơi. Đây, có địa chỉ đây.
tại tầng G, trung tâm thương mại The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì The Watt có số hotline, anh em cần gì hãy liên hệ qua số hotline này nhé. Và ngoài ra nữa thì The Watt có website. Đấy, trên 5 mẫu đồng hồ này, anh em cảm thấy không ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy lên website của chúng tôi xem những mẫu đồng hồ khác, những thương hiệu đồng hồ khác đang có rất nhiều trên website của chúng tôi. Rồi, trên 5 mẫu đồng hồ GM siêu yêu siêu đẹp này, anh em xem ưng mẫu đồng hồ nào thì hãy liên hệ ngay với The Watt để sở hữu nó anh em nhé. Rồi, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho đồng hồ The Watt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.